Đô Nguyễn Thị Hải Quế Võ Đai Xanh. Đai Xanh đề nghị đóng Đai Xanh. Đô có đỏ của anh dưới. Chúng tôi xin giới thiệu đây là vận động lèo 3 kỳ 2, Đô Dương Thị Ngọc Hải Bắc Giang cố đỏ đã sẵn. Nhất thắng Đô Nguyễn Thị Hải Quế Võ phố xanh xin theo. Hai đô vào giới. Hai đô xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đội chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Hai đô vào giữa giới. Áo đỏ, Đai Xanh. Trận đấu tiếp tục. Hai đô vào rút sớm, nghe công bố kết quả. Keo vật đầu lệ 3 của Lữ vừa qua, Đô Dương Thị Ngọc Hải Bắc Giang đã thắng.